Thưa quý vị và bà con, tình trạng một lượng cá chết khổng lồ trôi dạt vào bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ nước ta đã và đang gây nên những ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân ven biển. Và điều đáng nói là những ngày qua, các đoàn khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường đã về các địa phương nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của tình trạng này là gì, khiến cho nhiều người dân của các tỉnh ven biển miền Trung trở nên hoang mang và lo lắng. Tại Hà Tĩnh thì nhiều ngư dân đang treo niêu, dừng đi biển vì giờ có đánh bắt về cũng chẳng ai mua. Và tại Quảng Trị thì ngư dân cũng đang rơi vào cảnh khó khăn trước tình cảnh nhiều loài cá chết hàng loạt. Đây là khu vực buôn bán cá biển của chợ Đông Hà. Những ngày trước đây thì khu vực này có trên 100 hộ người ta kinh doanh về cái cá biển. Nhưng đến giờ phút này thì còn khoảng 20 đến 30 hộ. Vấn đề cá chết hàng loạt đã làm gây xáo động nghiêm trọng đến cái thị trường buôn bán tại nơi đây, làm cho người bán, người mua đã rất khó khăn và hoang mang lo lắng. Bà Phạm Thị Đóa làm nghề buôn bán cá biển hơn 40 năm nay, nhưng chưa bao giờ bà Đóa thấy có hiện tượng buôn bán ế ẩm như thế này. Mấy bữa là bán một ngày được 20 cân ấy. Tại bữa nay nghe cái tin đồn ấy là có gì 20 cân mà bán 3 ngày chưa hết. Rửa. Thì chứ giờ nhà nước để làm đáng để cho dân chúng họ buôn bán về cả đô đi lại để họ ăn, họ làm ăn thôi chứ rửa là họ đói rồi đó. Chợ Đông Hà, nơi buôn bán lớn nhất của tỉnh Quảng Trị. Đối với người bán những loài cá biển, mặc dù giá cá đã xuống rất thấp nhưng vẫn trong tình trạng như thế này. Còn đây là những người buôn bán cá sông hồ. Vì đang gì mua cá đông đấy ạ? Thì vì họ nói cá biển nhiễm độc đôi chi đó, cho nên thì mình cũng biết nữa, thành ra cũng mua rửa thôi. Đây là nỗi lo lắng không chỉ của các tiểu thương buôn bán tại chợ. Đối với nhiều ngư dân thì không thể ra khơi, bởi một lẽ đi biển về ai sẽ thu mua cho họ. Cách bờ cỡ 7 lý từ vào thì nó ảnh hưởng rất nhiều, nhưng những cái bãi ngang rồi những cái con buôn mà các ha. Và bây giờ là dân họ vẫn là không bán được những cái sản phẩm đó. Nhờ cấp trên về để có xử lý lại để cho ngư dân để họ hoạt động lại, cho bình thường để ngư dân cho họ để khỏi trở ngại cái bám biển này dài ngày ra. Việc cá chết hàng loạt đang kéo theo nhiều hệ lụy ở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các điểm du lịch biển cũng đều nằm trong tình trạng tương tự. Với nhiều ngư dân, đây đang là thời kỳ giữa mùa thu hoạch biển, nhưng với họ, không biết đến khi nào mới lại được ra khơi.